Đủ rồi đúng không? Đủ rồi. Thì rác đâu? Thì sao không ra? Xếp chói đi. Thế thì rác còn biết hát à? Cho cô mượn cái đĩa kia cho nó gọn. Biết hát. Thì rác xếp gọi. Lấy cái gì cũng biết. Chiêu thế. Ok. Anh ở DVD. Hôm nay mục đích chúng ta ở đây làm gì ạ? Mục đích ở đây anh trên team nhưng mà không phải trên team mà bọn anh luyện tập. Để bọn anh chuẩn bị đi câu lạc bộ quốc gia. Câu lạc bộ Rap Trẻ Hà Nội. Anh nghĩ là tên nhóm anh rồi. Yang gì? Câu lạc bộ Rap Trẻ Hà Nội. Tức là các anh đang ấp ủ một cái gì đúng không ạ? Thì ngày xưa khi mà mày muốn lập nhóm ấy thì nhóm mày giống như kiểu một đảng phái ấy. Đúng không? Kiểu mày đã gia nhập nhóm này thì mày sẽ không gia nhập nhóm khác và sẽ có những tư tưởng thù địch giống nhau. Nhưng mà cái cách làm việc đấy đã không phù hợp với bối cảnh của Rap Việt hiện tại khi mà các mối quan hệ của các bạn khá là chồng chéo. Chính vì thế tao sẽ lập ra một gọi là câu lạc bộ Rap Hà Nội, giống như kiểu một cái phòng gym ấy, mày đóng tiền là mày vào tập luyện. Không cần phải biết mày đến từ đâu, không cần phải biết mày là con thằng nào. Đấy. À. Cảm ơn chia sẻ của anh. Thế em giới thiệu bản thân à? Em là Ultimit top 1 server 29S1 Đông Anh. Young King. Young King. Bây giờ thì mình có thích về Trí Dũng, không biết cầm dao hay là dí súng. Không ai nói luôn. Mình là người qua đường. Vô tình lạc vào đây. Ra fan. Mình là Chu Tử Liễu. Nói lại được không? Mình là Chu Tử Liễu. Là tao biết nên mày phải giới thiệu lại. Chu Tử Liễu. Cũng biết là nơi đây hôm mi của tao vẫn rap tôi về với đất một ngày không xa bụng chat vẫn là ngày ngân nga lâu tao vẫn đang giữ đà kịp cái tôi tự do cùng niềm đam mê với từng con chữ về nhịp yeah. Chúng hoa là một bên trong thể xác nhưng ngày mai vẫn không thể rap homie hơi lỗi được thế content đấy là bữa này vào round 2 của ban vai hôm nay mày cứ giữ lại mấy cái này đi vì tầm tháng 12 là mày dùng đấy. Bật lại beat đi. Bật lại beat đây sao ngày 2 thằng này núi nhau ấy. Lại cho to hơn được không? Ráp lại này. Cho to ráp lại từ đầu ấy. Mày ráp chưa? Ok. Nơi tao sinh không có hip hop và chân gắn liền đất. Nhà đông con ở một làng nghèo huyện nghèo tỉnh nghèo của miền Bắc. Sửa không hết được chàm, cố ăn diện thì chồng vẫn phèn. Thường đi cúp xanh hỏng để trên lối sau 9 giờ tối không đèn đường. Thèm thuồng như những event chúng nó hẹn hò nhau đi xem. Trốn học bắt xe, ăn cái vé miễn phí Disneyland. Chỉ có nhầm ý viết trên vở campus là không có lười nhác. Rap trên beat Panda, group fan Dvd 28. Giờ thì đứng ở đây, thẳng sống lưng nói chuyện về rap Việt. Nhìn rap Việt sống sốc sau gần 2 năm phát triển nhất rap Việt. Nhiều thằng dên rap Việt sắp đổ tinh thành hát Việt và cả cộng đồng rap Việt chạy đi theo hết đường hướng của rap Việt. Dân ít nói về chuyện tình yêu hay cuộc sống đời thường. Rapper giờ phê quá nên toàn tính quỷ với chúa và nỗi buồn. Vẫn tự hào là những người con sinh ra ở nơi rap khởi nguồn. Nhưng tạo động lực để mấy em gái lên Insta thi nhau cởi chuồng. Thần tượng đi sai lối nên rap fan đôi khi học liều. Nhìn cái cách Gonzo chơi chữ tao biết chúng mày vẫn phải đọc nhiều. Biết học liệu tố cũng thiếu nhưng chắc mấy người chịu đi và tìm. Hiểu hay vị mấy cặp vẫn quen thay vài con beat mình hoa ta nghìn kiểu. Somebody should have told me it would be like this. Tao đâu muốn phải làm kẻ xấu với đi ngược lại số đông. Cố không cũng chẳng mấy người xem đây là lời từ Vinh Quyền. Ngày hôm nay tao rap, mai lại làm sinh viên. Time. Oh yeah. What up? Ultimate on the mic. Yeah. Oh, check it. Oh yeah. Cho những trang nháp mà tao từng ghi, cho những đêm trắng, những đồ bạc dành dụm chất bóp mà tao từng chi, những khát vọng, những con đường gập ghềnh vô định mà tao từng đi, đã không ít lần những lời công kích dần khiến não tao không ngừng suy. Hiệu nói sao không dừng đi homie, tao đến đây từ khi ăn đời chỉ toàn là lá và cây khô, đến khi lũ ngoại đạo thấy trò chơi này khá là hay ho, muốn đốt cháy giai đoạn nhưng tiếc là chúng nó quá là ngây ngô. Nếu như không phải tao thì với đất đang bị tàn phá này ai lo? Yeah. Bao tâm huyết này tao đưa vào lời, bóp chết tư tưởng của fake rapper từ khi nó chưa chào đời. Vẫn chọn con đường này dù biết rằng nó đầy phong ba. Homie của tao vẫn rap sẽ về với đất một ngày không xa. Bụng chat vẫn là ngày ngân nga, flow tao vẫn đang giữ đà kịp. Cái tôi tự do cùng niềm đam mê với từng con chữ và nhịp. Yeah, chúng hòa là một bên trong thể xác. Trách nhiệm này để cho ai nếu như ngày mai tao không thể rap homie. Nếu như ngày mai tao không thể rap. Ngày mai tao không thể rap còn những nỗi buồn ở trong thể xác và còn những cái thứ nó giống như là một chiều đông bể nát. Tao không biết rằng có tất cả những cái cơn rông khi mà tao không biết rằng như tất cả những rap bên ngoài kia nó có hơn không. Tao đi tìm tất cả những khoảnh khắc tao cực khi cố gắng để đánh mất bản thân mình, khi mà ta vẫn cố gắng để đi tìm ra rằng rap vàng đâu là một ân tình. Ta cũng không biết đây có phải là một cái món đâu, và ta cũng nhìn vào đôi khi tao thấy sợ liệu rằng có phải là nghiệp chướng. Họ có thể tao chỉ là một thằng rapper rất mất dạy và thiệt tướng, nhưng mà không sao, tao vẫn có những cái anh em, có những cái mà tao vẫn có thể viết canh ngày và canh đêm, có những cái mà tao vẫn có thể tốc thúc tao nhanh lên, khi mà tao biết rằng có những bầu trời nó xanh đen và tao vẫn cứ thế chạm lấy, cạn lấy, có những ly rượu cần phải cạn lấy, dù cho rằng suy nghĩ của tao nó chạm đấy, khi mà tao biết rằng tao giống như là một mảnh lúa, nhưng mà hôm nay lại không đến cái hạn lấy, nhưng mà đi lại đi kìa đi tai ai có thể như biết trước hay đi biết có cả internal rap với cũng khác xứng vì là chơi internal rap kiếm kiếm có biết dây câu khác em tâm ngày tháng khiến trình độ tao dần tăng, không có sẹo trên trán như R bất am The Show từng quan bọn quách lyrical đâm đầu vào những câu vần căng đéo quan tâm ca tự động lại trong đầu người nghe được bao phần trăm rồi che đậy bằng những kiểu flow giống bay vào phượng múa khác gì thể hiện đức tin bằng cách khoe tao có nhiều tượng chúa, hoặc cố tình viết nhiều chữ để làm người ta phải nể vì dài, hoặc là nhiều chữ sáo rỗng, tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong đầu tao là bể đề tài luôn sẵn sàng để khai thác, nếu tao rap hết hôm nay thì vẫn còn thừa để mai rap, không giống bất kỳ ai khác, bài nào cũng phải gắt ngầu sao. Những concept trong đầu tao là game mode 1 của Minecraft. Không muốn thể loại này suy vong, nếu không gìn giữ tao biết công sức của thế hệ trước sẽ đi tong. Ngày nào còn hít thở nghe beat mở và speed nổi nhớ ơn trên, tao vẫn sẽ còn cố gắng chứ không chờ bọn đần độn này khôn lên. Giờ tao gạt qua hết mọi hận thù, tập trung vào việc của tao là viết like. Nắm lấy cơ hội tao không thể chần chừ, bỏ ngoài tai bọn đần đù và cần cù là quyết sách. Lại một đêm trắng khác, thắng rap cho con nhà thủ đô. Những lời này tuy bổ ích nhưng lại đắng chát như là hà thủ ô. Tao cũng chẳng trông chờ, mong bọn mày sẽ thấu ra vẫn làm những điều vĩ đại cho dù bọn họ có coi là xấu xa. Đây mới là mày tinh biết. Đây là điểm mạnh của nó, chứ đừng bắt nó rap luôn như thế. Đây là điểm mạnh của nó. Vô này hai, vô này hai. Đây là điểm mạnh của nó, phải cho viết mấy này để bắt nó viết kiểu rap viết rồi. Nó tai biết nữa. Biết của thằng Chiến đó là Sharp. Còn đây biết dây cô thì nó quen nghe nhiều. Thằng này địt mẹ chơi biết dây cô nó mới mắc ping được. Mà biết mấy này lâu lắm em mới biết được em. Lâu lắm mới biết được một run này không? Em nghĩ ra thì biết nhanh nhưng mà kiểu xuyên gì á. Biết nhạc đi thì nhanh. Ultimit Vita đây, à đừng có thích Vita đây. Có nhiều đêm mà tao phải hoen mi, khi mà tao biết rằng tao vẫn mơ ước rằng tao trở thành God MC. Người yêu cũ gọi điện cho tao bảo rằng hãy chọn giữa em và rap. Tiếng boom bap bật lên và em đi. Anh vẫn em đi. Có những điều mà tao phải trăn trở, gây ra những vần câu mà tao không được học ở trong văn vở. Có những thứ mà tao cũng cảm thấy nó thực sự là căng nhở điều tương lai, khi mà tao biết rằng tao viết chương 1 nhưng không biết đổi được chương 2. Tao cố gắng lắp ráp tất cả những dòng suy nghĩ, đó tất cả những thị vị, có những cái mà tao biết rằng tao không biết chọn tiêu tin hay lý trí, mà tao biết rằng đôi khi rằng bản thân của tao nó cũng bí lý, thế mà tao vẫn cứ thế xoay tùy lý. Có những cái thứ mà tao không bao giờ có thể nào mà cảm ước, nhưng mà tao biết rằng nếu một ngày chúng nó đối đầu với tao sẽ lấy sắc nó phối màu, và sau đó đôi cùng thanh đao của tao mà chạm trước, vậy thì sao? Tao có thể mẹ tao dạy tao sống hiền, nhưng mà tao biết rằng nhiều khi tao bị sao nhãn bởi một đống tiền. Rồi tao dạy tao rằng nhẫn nhịn, đôi khi nó là cảm ơn, nhưng mà không sao, tao biết rằng sẽ chọn những thứ đơn giản hơn như là chửi chúng. Nhưng mà không sao, tao biết rằng việc tao làm là đúng, khi mà tao biết rằng tao không thể phân biệt được giữa cái khẩu súng ở dưới Hải Phòng. Tao vẫn cứ thế phải lòng cái tình yêu của rap, và tao biết rằng có những thứ nó khiến như tịch liêu, ta cũng không thể gạt đi. ta phải nhìn những tài năng tồi tàn như Chanasti. Tao không hiểu tại sao lại phải làm như thế khi mà tao biết rằng tất cả mọi thứ, những cái thứ đó nó cứ tàn như với anh em không thể nào kiếm sống. Có những luyến thắng, có những khi mà tao biết rằng khi bản thân của mình nó chiến thắng, nhưng sau cùng tao không thể nào rút ra. Tao vẫn cứ thấy vấp ngã như Ronaldo bây giờ khi ông sút xa. Nhưng mà không sao, có những thằng đối đầu thì cút ra. Tao vẫn cứ thế đứng vững, vứt lừng lững, vẫn cứ thế mà sừng sững. Khi mà tao có đôi lúc tao có thể tưng tửng, nhưng mà nếu mà đối đầu thì chắc chắn tao sẽ bị nuốt chửng. Tại sao? Tao có thể nuốt chửng bởi chính tao. Khi mà nếu như một ngày mày nghe tao rap, mày có thể sẽ hiểu tính tao. Khi mà có thể một ngày người ta nhìn tao và kính lão, thì tao biết rằng tao đã từng một lần ở trên đỉnh cao và thích tao. Đó là khi mà tao vẫn rap, đó là khi mà tao ở trong đời cao mà tao vẫn sáng. Đó là khi mà tao vẫn cứ thể rap như thể bị dập cầu sao, khi mà tao biết rằng mà chúng mày game đời là không thể nó không gặp đầu sao. Đó là cách mà tao vẫn freestyle. Có những cái vần câu nó còn chuột hơn cả khi tao ghi lại. Có những khi mà tao vẫn cứ thế mở bài, và đôi lúc tao không thể nghĩ gì thêm mà chỉ có thể kết bằng một tiếng thở dài. Đúng hết. Thì công mẹ thằng lùi này nó freestyle ra bài được. Mày tiếng boom bap bật lên mà em có hiểu không? Mang cái mic ra đây. Lúc nó đã mất vài giây câu nói rằng sự thoải mái chính là ác ta. Tao đã ngủ quá lâu và sự lười biếng đã trở nên rác nhà, và chắc là tao cần lấy giấy bút ra để mà phát họa. Vì có thể tao sẽ chẳng viết được gì nếu tiếp tục chờ điều khác lạ, nên tao vẫn tiếp tục theo đuổi việc đưa tên tuổi mình lên trên cao. Đến một ngày nào đó rap Việt này khó phải để quên tên tao. Tính toán mọi nước cờ trong tay, viết và viết từng giờ hăng say, rap đến quên giờ giấc. Level up không phải là nhờ ăn may mà là thành quả của cả một quá trình. Tao nhả tâm huyết làm tơ dệt kén để tự tiến hóa mình, học điều lạ từ bao người quen, thấy tinh tú đằng sau trời đêm, thấy đường rằng đằng sau lời khen có thể là dao nhọn trá hình. Con mẹ mày, đằng sau lời khen là dao nhọn trá hình và bị đâm thì mẹ mày đéo trượt cái lồn nào. Đâm nó mới biết thế này. Một cái lồn cặc. Ok, ta vẫn vang biết là chuyện ghê khi mà ta biết rằng bản thân của tao vậy. Cái này khó ấy. Ta vẫn biết tao lời rap của tao vì trình ghê, và ta biết rằng bản thân của tao vì mình ghê, và tao biết nếu mà trình độ thì trình của tao còn dài hơn lyric của Kinh Lê. Đó là cách mà ta vẫn rap, đó là cái cách mà ta vẫn đạp flow. Khi mà ta biết rằng mọi thứ nó vẫn cứ thế mà nắm chắc và chiến thắng không thể nhả đâu. Khi mà ta biết rằng ta vẫn cứ rap không có tâm hậu quả đâu. Đó là cách mà ta vẫn cứ thế diễn beat. Đó là cách mà ta vẫn cứ thế biết rằng tất cả mọi thứ nó không thể đóng theo một vạch tuần hoàn. Đó là khi mà mọi thứ nó cứ thế, nó giống như là một cái ánh lửa rồi dần tàn. Có những thằng đang rap cùng đàn guitar, khi mà tao biết rằng tao vẫn không buồn khi mà nàng đi xa. Khi mà tao biết rằng tao vẫn không rap cùng với làn si xa. Khi mà tao biết rằng tất cả mọi thứ nó vẫn càng khi ta cố gắng nhận ra. Đó là khi mà ta vừa mới hết vần, và có cái cách mà khi nó giống như là tất cả neuron trong bộ não ta không thể nghĩ ra và cứ thế chết dần, nhưng mà ta vẫn cứ thế rap và ta không bao giờ biết được trượt. Đó là khi mà ta cũng không thể nào biết được tất cả mọi thứ ở trong tao. Đó không bao giờ ta vẫn nghĩ rằng mình có thể là một thằng nhóc ở dưới đất và không mong cao, nhưng mà một ngày nào đó tao chạm đến vì sao. Khi mà ta biết rằng ta vẫn tắt tên tất cả những cái ngọn đến vì tao khác. Đó là cái cách mà ta vẫn đưa tất cả mọi người vào bao sát. Đó là khi mà ta có thể rap trong một cảnh ánh nhìn thật bao quát, và ta có thể rap tất cả những gì tao khao khát. Và nó giống như là tất cả những lá cây kia xào xạc, tao đưa tất cả mọi thứ, những tâm sự của tao vào nhạc. Và đó là tất cả những cái thứ mà tao vẫn có thể ao ước. Khi mà nếu như mày muốn chạm vào ngay vàng thì phải để tao trước. Đó là khi mà tao vẫn cứ rap và không bao giờ mà trượt flow. Và tao đã chạy thì mày không thể bắt cược đâu. Chạy này là chạy flow. Trước nào nhiều lúc tao không thể biết rằng đâu là tất cả những cái giá trị thực. Tao vẫn cứ rap mà tao không cần vươn lên từng nghị lực. Và tao biết rằng nhìn nhiều thằng rap mà tao bị bực vì. Và ở bên tay phải của tao chính là cái ông là Khương Dê. Con gậy của mày ra đây và bảo cu anh Khương Dê. Ở trên của tao, ở đây là một cái thắt nút. Tao phải con cu tao ra và rồi tao bắt mút. Đây là một cốc trà đá. Mấy thằng hay được của tao để chúng nó ra quá. Tao cứ đứng ở đây, ở trước mặt tao là máy quay. Khi tao rap chắc chắn là nói nhiều cái hay, bởi vì ở đây tao là dây cô của Đông Anh. Lôi con ghẹ mày ra, tao đứng đằng sau và không phanh. Tao lại test beat và tao lại get lead cho mày thấy là ghẹ mày là best beat. Cái chuyện tao phang bạn gái mày đó là best chip. Bạn gái mày tao gọi là best beat. Ở gần đây có cái A25 đến cơm mẹ vào 1 giờ là tao ra 200. Nhưng mà bố mình thích nhất là mông, hay là tao thích kể chuyện về mấy cái em gái. Em mày đến làm quen với tao xong vạch quần đòi xem gái, nhưng mà bố mày từ chối ngày, bố mẹ chối bay bởi vì tao rap có nhiều cái mới hay. Bố mẹ quan tâm là flow như nào cho chuẩn, và chúng nó đéo để biết nào như nào là chuẩn. Bởi vì để bố mày dạy cho mày sách giáo khoa với thằng óc chó đừng có bách láo nha. Ok, bố mày có thể flow hơi là dị tật, nhưng mà mấy con chó này chắc chắn là bị tật. Khi mà tao đi kiếm mấy con chó lại nấp, thì con mẹ mấy con chó này lại nấp con... Hay là với thằng ai đâu mày đéo có cửa. Khi mà tao nói 90% rapper giống như chó sủa, gặp với tao là địt mẹ, bố mày cho doggy. Và chúng nó thì thích thì cứ lên dây cốt đi, địt con mẹ. Đây nó gọi là quá trình, đi với mẹ trong Vinh hôm nay phải qua thịnh. Bọn ta lại rap tiếp, hai thằng này chắc chắn là phải phát tiếp. Khi mà ta lại liên tục giết tất cả những viên mục cho mày biết ở đây tao chính là người thuyết phục. Khi mà tao biết là ở đây có kết cục là tao rap quá bay vào mấy cái kinh này chết hết. Mấy cái beat này nó phải chết ngay. Tết từ bây giờ cho đến tận Tết Tây, anh em tao được ở đây. Nói chung là quá bay, quá say. Hôm nay anh em tao ở đây tất tay. Mấy con chó này chắc chắn là cất ngay. Về mà cất rap hết đi mà vào trong tủ. Bây giờ tao nói thế này, sách giáo khoa đã đến được quyển 2. Và có lẽ bây giờ tao sẽ là thằng chuyển mai. Không biết rap về gặp tao mới tên hay đời chắc chắn là có đúng. Anh tao là luật sư, chúng mày Peter Kho Dũng. Thằng mặt lột ở đây đó mà cãi nhau. Tao cho mày biết thế nào là cái đau. Mày đéo đáng cái mặt nam mà tao khóc. Vậy mày đứng đây mà bán cho tao. Còn bây giờ thì tao rap như một thằng ho lao, freestyle ở trên cái beat của thằng dây câu. Bố mày đéo phải đang ở đây đâu. Linh hồn của tao bay lên tận trời xanh. Và bố mày nói rằng em là baby của đời anh. Mấy hôm trước gặp tao thì em còn là baby, nhưng sau một đêm ngủ với tao là em mới thành lady. Motherfucker, tao có khả năng để cảm hóa. Chúng mày đây khó thật cảm quá. Mấy con đi này đéo biết flow. Bố mày ở đây, bố mày rap đã đủ biết đau. 2 năm tao cố gắng luyện tập nhưng bố mày hơi lười. Còn chúng mày ở đây bú bóng và hơi cười. Ông mày, mấy con chó nghiện ở sơ cô cây. Bố mày có thể cái cồng cặp vần Hồ Tây. Bố mày bảo sao lại quen thế. Đấy là nước đi sai lyric của thằng viết ra chỉ bằng cái lúc tao freestyle. Cái kịp con mẹ cái thằng mày phải cút đi. Bố mày ở đây, bố mày đéo cần dùng bút ghi. Cái phần của mày vứt ra đéo ai nhặt. Thì con mẹ thằng chó ở đấy mà lại cặp. Con mày đéo có lỗ đi. Ở đấy mà cố hít mấy cái clip của mày. Bố mày cũng trời nôn.